Một nhóm động vật khác thường đang cạnh tranh vị trí thống trị trái đất với con người. Chúng thống trị các biển cả từ buổi đầu sơ khai và là sinh vật đầu tiên du hành lên mặt đất. Cuộc đấu tranh giành quyền thống trị này là một trong những thách thức quan trọng nhất trong lịch sử. Đó thực sự là cột mốc, là bước đột phá. Với những cái chi và phần thân có khả năng thích ứng cao độ, chúng xâm chiếm mọi ngóc ngách của thế giới. Chúng được trang bị những vũ khí tự nhiên để sống sót qua mọi thử thách. Con cái của chúng khủng bố cư dân trong vùng nước ngọt và vượt qua mọi khó khăn không tưởng. Chúng thậm chí đã bay lượn trên không trung và chiếm lĩnh toàn bộ mặt đất. Chúng được tìm thấy ở mọi nơi. Nếu chúng bị tiêu diệt, toàn bộ sự sống cũng biến mất theo. Loài vật nào là những kẻ không ngừng xâm lược và điều gì đã khiến chúng đạt được những thành tựu khác thường mà ngày nay con người vẫn đang cố sức bắt chước? Hãy cùng chúng tôi du ngoạn ngược thời gian để hiểu một trong những giống loài đa dạng nhất từng tồn tại. Những kẻ thống trị. Trái đất, 500 triệu năm về trước, trước khi loài khủng long xuất hiện. Khi đó, nhiệt độ bề mặt trái đất cao và điều kiện khắc nghiệt đến nỗi không có loài sinh vật nào có thể tồn tại được. Loài vật duy nhất trên trái đất đã sống trong cái nôi của biển cả, nơi sự sống bắt đầu. Rất nhiều loài sinh vật thời kỳ này có hình dạng rất kỳ lạ, giống như sinh vật ngoài trái đất. Trong số đó, có một nhóm đã tìm ra con đường rời bỏ môi trường nước. Nhưng chính xác thì loài nào là loài đầu tiên đặt chân lên trái đất? Danh tính của chúng đã từng một thời gian dài là bí ẩn lớn của khoa học. Những căn cứ để xác định loài vật này được tìm thấy ở những địa điểm đáng ngạc nhiên. Làng Sandybridge nằm ở một vùng nông thôn chủ phú thuộc Vương quốc Anh. Rất nhiều nhà khoa học đã bị vùng đồng cỏ mênh mông này thu hút vì bên dưới chúng là những dấu vết di truyền để lại bởi loài động vật đầu tiên du hành lên mặt đất. Những bằng chứng hóa thạch có thể giúp chúng ta hé lộ bí ẩn này. Được rồi, nhìn xuống đây này. Ở bãi đá này, nhà cổ sinh học Simon J. Brady đang tìm kiếm những dấu vết của thế giới cổ xưa. Xem chúng ta có gì này. Một trong những điều tuyệt vời về nghiên cứu khoa học là chúng thật sự là khoa học về sự khám phá. Tôi thích cảm giác sợ hãi khi săn lùng một cái gì đó. Những hóa thạch quanh nơi này có thể sẽ tạo ra một cuộc cách mạng toàn diện về cách nhìn nhận sự sống. Bị đóng băng trong thời gian dài, những cái xác hóa thạch từ lâu đã cung cấp cho chúng ta cánh cửa tốt nhất dẫn tới thế giới cổ đại và những cư dân của nó. Nếu một con vật chết ở đúng vị trí và điều kiện phù hợp, cơ thể của chúng sẽ dần dần chìm vào lớp đá xung quanh, lưu lại dấu vết của thế giới qua hàng triệu năm. Nhưng Brady không tìm kiếm một cái xác. Ông đang tìm kiếm dấu vết để lại của loài vật sống khi chúng lên xâm chiếm mặt đất. Hàng thiên nhiên kỷ trước, một loài vật tiên phong đã rời bỏ thế giới nước để lên thế giới khô giáo và để lại những dấu chân đầu tiên. Ở vài nơi, dấu vết đó đã được lưu giữ, có thể là bởi một lớp cho núi lửa hoặc đá vôi. Brady đang tìm kiếm dấu vết của những sinh vật cổ xưa được lưu giữ ở vùng nông thôn nhiều đồi núi này. Tôi rất quan tâm đến dấu vết của sinh vật cổ bởi chúng như là những bức ảnh chụp thế giới cổ đại được lưu giữ tới tận ngày nay.
Những dấu vết đó cho ta thấy những sinh vật như vậy đã từng sống trên trái đất. Brady và những đồng nghiệp đã tìm thấy bằng chứng về cuộc xâm lăng của sinh vật ở khu vực bờ biển. Vấn đề với những bằng chứng này là đôi khi rất khó để nhìn thấy chúng. Nhưng nếu bạn gạt lớp nước đục khỏi bề mặt, dấu vết sẽ lộ ra. Những dấu vết này có vẻ nhỏ bé với chúng ta, nhưng đó lại là dấu chân của những người khổng lồ cổ đại. Như một thám tử thực thụ, Brady tiếp tục nghiên cứu bằng chứng để tìm ra sinh vật đã để lại những dấu vết đó. Không xa khu vực tìm thấy hóa thạch, Brady tiếp tục nghiên cứu ở trường đại học Princeton. Ở đây, anh tiếp tục tìm hiểu quá khứ, nhưng không phải qua những mẫu vật trong đất hay đá, mà là trong hầm dữ liệu. Trong những ngăn kéo này là mẫu vật được thu thập từ khắp nơi trên trái đất. Giữa vô vàn hóa thạch, anh đã tìm ra một phương pháp có thể hé lộ bí mật quan trọng giải thích sự thành công của các loài vật đầu tiên trên mặt đất. Chúng di chuyển bằng chân. Điều này nghe có vẻ tầm thường với chúng ta ngày nay, nhưng Brady đang tìm hiểu loài nào đã phát minh ra thiết kế tối quan trọng này. Đôi khi tôi thấy mình như bị cuốn về quá khứ 400 triệu năm về trước để tìm hiểu xem khi những dấu vết đó đang hình thành thì thế giới trông như thế nào. Để làm điều đó, anh đã tiến hành nghiên cứu một số đối tượng nghi vấn trong môi trường biển. Chủng Cnidarian là loài vật đầu tiên có hệ thần kinh và hệ cơ, và có thể là loài vật đầu tiên tự di chuyển. Nhưng chúng không bao giờ tìm được đường ra khỏi môi trường nước. Tổ tiên của loài sâu dẹt này là loài đầu tiên có đầu, một bộ não đơn giản và những giác quan đối xứng. Loài sâu dẹt khi trườn trên lớp bùn cũng để lại dấu vết, nhưng chúng không có chân. Loài nhuyễn thể trên cạn và dưới nước chỉ có một bàn chân, và chúng để lại những dấu vết không giống như nghiên cứu của Brady. Trong tất cả các loài tồn tại trong thế giới cổ đại, chỉ có một nhóm có thể để lại dấu vết hóa thạch. Chúng được gọi là loài chân đốt. Bí mật của chúng là những cái đốt chân. Những cái chân có thể xoay xung quanh khớp nối, tạo ra sự ổn định và khả năng hấp thụ chấn động đáng ngạc nhiên. Đó cũng chính là những đặc điểm hoàn hảo của loại xe vượt mọi địa hình. Với nhiều đốt chân, mỗi cái chân đều rất linh hoạt, gần nối với các cơ mạnh mẽ, tạo ra nhiều kiểu chuyển động. Để du hành trong thế giới nước, loài chân đốt phát triển một bộ cảm biến trên thân, một bộ phận nhỏ bé giống như hai anten này, và một đôi mắt tinh xảo có khả năng tiếp thu những hình ảnh sắc nét. Nhưng quan trọng nhất là chân và phần thân nhiều đốt có thể thích ứng với mọi cơ hội mới. Chỉ một chút tiến hóa có thể biến những cái chân thành đôi càng để bắt mồi. Chỉ cần bỏ đi phần đuôi bơi của tôm, đưa nó xuống dưới, và chúng trở thành những con cua sống trong cát. Các chi và cơ của loài chân đốt được kết hợp với nhau, tạo nên một tiềm năng đáng kinh ngạc, giúp chúng có thể thích nghi với mọi sự biến đổi. Và kết quả là chân đốt trở thành loài đông đảo thành viên nhất trong lòng đại dương. Mỗi thành viên là một nhánh phát triển dựa trên đặc trưng cơ bản của chân đốt.
Loài chân đốt thành công bởi cơ thể có kết cấu rất đơn giản và dễ thích ứng. Chúng có rất nhiều kiểu chân khác nhau để thích nghi với nhiệm vụ bắt mồi, ăn và di chuyển. Có vô khối chi tiết nhỏ nhặt có thể tiến hóa theo nhiều cách khác nhau. Nhưng tìm ra một hướng tiến hóa giúp chúng chiếm lĩnh mặt đất chỉ là vấn đề thời gian. Một trong số những thách thức to lớn khi gia nhập thế giới mặt đất là sinh vật biển phải tìm ra cách để thở. Nhà sinh vật học Bill Shearer đang tìm hiểu xem chúng thực hiện điều đó như thế nào. Kết hợp các mẫu vật của chân đốt hiện đại và cổ xưa, Shearer thử xác định những công cụ cần thiết để chuyển nơi từ ở dưới nước lên mặt đất. Mặt đất rất cứng, khô và nóng với nhiều tia cực tím và lại không có dòng chảy nâng đỡ cơ thể. Vì thế, mọi sinh vật sống đều phải chịu sự tác động của các trọng lực trong môi trường mới này. Nhưng loài chân đốt đã có sẵn những công cụ để vượt qua khó khăn này. Shearer tin rằng bộ xương áo giáp đã có những điều chỉnh để đối mặt với thế giới khô và khắc nghiệt. Chúng có nhiều bộ phận có khả năng tiến hóa thành bất cứ công cụ nào mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Những cái chi này gần như có khả năng biến đổi vô tận. Chúng giống như bộ dao đa chức năng của quân đội. Những cái chi khác có thể tạo ra hàng loạt công cụ để thống trị trái đất. Chúng đóng vai trò cơ quan vị giác, xúc giác, bắt mồi và bay. Nhưng cuối cùng làm sao chúng có thể sống sót trong những ngày đầu tiên rời bỏ tổ ấm đại dương để lên mặt đất đầy hiểm họa này? Shearer cố gắng tìm ra cây cầu nối giữa mặt đất và lòng biển mà theo anh có thể vẫn tồn tại những ngày nay. Cây cầu lịch sử ấy có thể chỉ là đám tảo trôi nổi trên mặt biển, vốn được coi là nguồn thức ăn và nơi cư trú cho các sinh vật biển. Chúng thường được tìm thấy dọc theo các bờ biển, và có thể chúng chính là trạm dừng chân cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho những kẻ xâm lược mặt đất. Dưới lớp mặt nạ này, những điều kiện như nhiệt độ có thể cho chúng thời gian để dần dần thích ứng cho đến ngày nay. Những sinh vật ban đầu này rất nhỏ bé và cuộc hành trình của chúng đã bị lãng quên trong thời gian dài. Nhiều phần trong chương mở đầu của cuộc xâm lăng vẫn còn chưa được khám phá, cho đến gần đây khi một mảnh ghép xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Một bí mật đã được khám phá khi nghiên cứu hóa thạch của những loài thực vật phổ biến trên hành tinh của chúng ta vào đúng thời điểm đó. Các nhà khoa học tìm thấy những mẫu hóa thạch siêu nhỏ của loài chân đốt cổ đại. Ban đầu, khám phá này đã bị bác bỏ. Nhưng với những chứng cứ này, một chuyên gia giải phẫu loài chân đốt như Bill Shearer có thể viết lại những chương chính trong cuốn sách cuộc sống. Để thu thập những bằng chứng này, Shearer đã tách các hóa thạch ra khỏi đá cứng.
Anh dùng axit để làm tan đá và để lại những mảnh hữu cơ chứa bên trong. Đó là xác của động vật và thực vật. Khám phá của anh có thể thay đổi cách nhìn về quá trình di cư của loài chân đất trong thế giới cổ xưa. Khi tôi quan sát những mẫu vật đã được xử lý ngày hôm sau, tôi tìm thấy phần còn lại của một sinh vật ở đó. Thật tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ đã nhìn thấy những mẫu hóa thạch thực sự ấn tượng và ngay lập tức cảm thấy vui sướng, giống như khi ghi một bàn thắng quyết định trong trận đấu bóng đá kiểu Mỹ trên sân nhà. Bạn cảm thấy mình ở trên đỉnh của thế giới và cảm thấy những công sức khó nhọc bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Shear đã có xác của kẻ xâm lược. Nhưng những mẫu hóa thạch đó chỉ là các phần nhỏ. Muốn quan sát toàn bộ loài sinh vật này, họ cần phải tái tạo lại chúng từng bước một. Điều đó giống như chơi trò xếp hình mà không có tranh hướng dẫn trên vỏ hộp. Một trong những loài được nhận ra đầu tiên là loài nhện. Dần dần, Shear xác định được hàng loạt kẻ xâm lược khác. Kết quả là anh đã khẳng định được điều bấy lâu nay vẫn còn nghi ngờ. Rất nhiều loài chân đốt đã xâm lược vào mặt đất cùng một thời kỳ. Many different kinds of arthropods were invading the land at the same time. Shear bắt đầu tập trung sự chú ý đến thế giới cách đây 380 triệu năm. Trái đất kỷ Devon khác thế giới ngày nay ở nhiều điểm. Một năm ngắn hơn và một ngày cũng không dài 24 tiếng. Thành phần khí quyển cũng rất khác. Shear tin rằng trong số những kẻ khả nghi, kẻ đi tiên phong trong việc vượt qua điều kiện khắc nghiệt trên mặt đất, kẻ đầu tiên chinh phục mặt đất có hình dáng giống như loài bọ nhỏ bé này, loài vật đầu tiên đã lên mặt đất. Địa y và cây xanh đã tạo ra điều kiện để mở ra ranh giới mới của sự sống. Cuộc sống của thực vật có thể khác biệt một cách đáng kinh ngạc. Ở đây chỉ một vài loài thực vật mọc dày đặc, chúng trông rất sơ khai. Thực vật cổ đại có thể trông khác với ngày nay, nhưng chúng cũng tạo ra một tiểu khí hậu để khiến môi trường trên cạn trở nên dễ sống hơn. Và những kẻ xâm lược phát hiện ra, sống ở trên cạn có những lợi thế. Oxy trong không khí nhiều hơn trong nước biển, và loài chân đốt chỉ phải tìm cách lọc lấy để thở. Tổ tiên của loài bọ cạp là một loại cua trông giống như thế này, với một bộ phận giống như cái mang của loài cá. Đó là một hàng dài những cái chân sắp xếp ở mặt dưới thân thể để tạo nên chuyển động ổn định. Qua quá trình tiến hóa, những cái chân từng hoạt động rất tốt dưới nước nay lại được bố trí ở bên trong cơ thể con bọ cạp. Ở đó, oxy có thể chuyển hóa trực tiếp từ không khí vào máu. Lại một lần nữa, kết cấu của loài chân đốt chứng minh tính yêu việt của mình. Cơ thể cũ thích ứng để chinh phục môi trường sinh thái mới. Qua thời gian, loài chân đốt tạo ra nhiều kỹ thuật hô hấp. Trên một vùng đất riêng biệt, tổ tiên của loài giun Milopi đã phát triển một hệ thống hô hấp để cung cấp oxy cho cơ thể nhiều đốt của mình. Ở mặt dưới của cơ thể, một loạt các ống nén được tích hợp vào khung xương. Các ống này nối thẳng ra ngoài môi trường,
và hút oxy vào cơ thể. Một bộ nén khí tương tự như vậy sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chinh phục sau này. Khi chúng đã có thể thở, những kẻ chinh phục di chuyển sâu vào đất liền. Dù thực vật rất nhiều, nhưng lại không đa dạng. Và thực vật ở đây khó tiêu hóa hơn tảo việt. Tuy nhiên, những cây đang bị phân hủy và xác chân đốt lại là vấn đề khác. Những xác sinh vật bị vi khuẩn và nấm phân hủy trở nên dễ dàng bị tiêu hóa. Trong vài triệu năm, cuộc xâm lược tạo ra một cộng đồng chân đốt thích nghi vô cùng đông đảo, được thích nghi cho cuộc sống trên cạn, giống như loài ăn xác thực vật này. Đó có thể đã là những sinh vật đầu tiên lên mặt đất dựa vào số lượng của chúng. Thêm vào đó, còn có cả những loài ăn thịt, giống như loài nhện này. Rất lâu trước khi đan lưới để bắt mồi, nhện cổ đại phải đuổi theo bất cứ thứ gì chuyển động. Khi chúng tràn lên mặt đất, loài chân đốt đã phải đối đầu với những kẻ săn mồi đáng sợ ẩn mình dưới mặt nước. Những kẻ thống trị mặt nước này bao gồm cả tổ tiên của các loài chân đốt hiện đại như loài ấu trùng nhộng. Loài ăn thịt hung dữ này đã thích nghi một cách rõ rệt với cuộc sống trong vùng nước ngọt. Chúng bám theo con mồi của mình như loài mèo. Đó là một con ấu trùng chuồn chuồn. Những kẻ mới xuất hiện này cũng là một nạn nhân của chúng. Ấu trùng chuồn chuồn đẩy nước qua mang, và khi cần di chuyển nhanh, chúng dùng cả ống phụt để tăng nhanh như tên lửa. Trong vùng hồ này, ngay cả kẻ ăn thịt cũng phải cảnh giác. Nhưng săn mồi trong vùng nước ngọt chỉ là bước tập dượt cho chuồn chuồn và những người anh em họ chân đốt. Chúng sẽ sớm chuyển sang giai đoạn trưởng thành. Khi ấu trùng chuồn chuồn chuẩn bị rời khỏi mặt nước, chúng lặp lại những khoảnh khắc quan trọng trong câu chuyện của sự sống. Qua quá trình lột xác, chúng không chỉ trưởng thành hơn mà còn hóa thân thành loài sinh vật có khả năng bước vào một thế giới khác của trái đất.
Một con chuồn chuồn ngô xuất hiện từ bộ áo giáp dưới nước. Nó chút bỏ những công cụ đã giúp nó tồn tại dưới nước. Ẩn dưới lớp áo giáp là những công cụ sẽ giúp chúng sống sót bên ngoài môi trường nước. Những chi tiết nhỏ bé này có khả năng làm nên một điều kỳ diệu. Khi loài chân đốt có cánh, thì động vật cũng lần đầu tiên biết bay. Chuồn chuồn có chút khác biệt so với hóa thạch cổ. Chúng tung cánh lên cao, chống lại sức hút của trái đất. Chúng bay lượn tự do, thực hiện những động tác uyển chuyển như đôi tay của nhà ảo thuật. Chúng là những kẻ săn mồi chân không đầu tiên trên thế giới. Chúng thậm chí còn tiến hành giao phối trên không. Còn được canh chừng phía trên, còn con cái cẩn thận đặt trứng xuống mặt nước. Mỗi loài chuồn chuồn có cách giao phối trên không khác nhau. Và ngay trong cả thời gian tối quan trọng này, con đực vẫn tiến hành chiến tranh giành lãnh thổ. Ở loài chuồn chuồn, cơ thể chất đất chứng minh khả năng thích nghi siêu hạng và trở thành loài duy nhất thống trị thế giới dưới nước và trên không trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Đôi cánh của côn trùng là một thiết kế kỳ diệu. Nó được gia cố bằng một mạng lưới trợ lực rắn chắc. Phần dài nhất nằm ở rìa cánh, vùng liên tục chém mạnh vào không khí. Bay hóa ra lại là một phương pháp thích nghi hiệu quả đến mức ngày nay hơn 3/4 sinh vật trên trái đất là côn trùng có cánh. Khả năng bay cho phép côn trùng khám phá và chinh phục mọi ngóc ngách của bề mặt thế giới. Chân đốt rõ ràng là có lý do để chuyển chỗ sinh sản lên trên không. Những cuộc chạy đua vũ trang giữa kẻ săn mồi và nạn nhân cũng chuyển lên trên không. Khả năng bay lượn không đủ để bảo vệ côn trùng chống lại kẻ thù của nó. Một loài chân đốt khác, như loài nhện này, lại phát triển khả năng giăng tơ để bắt mồi trên không. Chúng ta bị bao vây bởi vô số các loài chân đốt. Chúng bò, chạy và bay khắp nơi. Chúng là những sinh vật đã tạo nên sự sống quanh ta. Không có chúng, chúng ta không thể tồn tại. Côn trùng được coi là những cỗ máy tí hon vận hành thế giới. Và điều đó hoàn toàn đúng.
Không có chúng, phần lớn hệ sinh thái sẽ sụp đổ. Chúng cung cấp các hoạt động thiết yếu để cỗ máy sự sống vận hành. Trong đó có vai trò tái tạo tự nhiên. Chúng thực hiện công việc xử lý xác sinh vật theo một cách thân thiện với môi trường nhất. Nhưng chúng còn đóng vai trò chủ chốt đối với sự hình thành của một trong những điều đẹp đẽ nhất trên trái đất. Loại chân đốt bị mê hoặc bởi hoa, cơ quan sinh sản nhiều màu sắc của thực vật. Trong lúc say sưa thưởng thức mật ngọt, cơ thể chân đốt cũng mang phấn sang các bông hoa khác. Đó là phương pháp chính giúp cho thực vật có hoa sinh sản và nhân rộng. Trong quá trình này, côn trùng đóng vai trò là người cung cấp dịch vụ vận chuyển phấn hoa. Về phần mình, côn trùng cũng tồn tại được nhờ mật hoa. Không có côn trùng, rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày sẽ không tồn tại. Loại chân đốt chinh phục biển cả, mặt đất và không trung. Rất nhiều vẻ đẹp và sự hùng vĩ bao quanh chúng ta là nhờ có chúng. Không thể tưởng tượng ra thế giới của chúng ta sẽ thế nào khi không có côn trùng, bởi chúng tham gia góp phần quan trọng vào gần như mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng có mặt ở mọi nơi tồn tại sự sống. Chúng có mặt ở khắp nơi, từ đỉnh núi cao nhất cho đến vực sâu dưới đáy biển. Trái đất thực sự là hành tinh của loài chân đốt. Loại chân đốt đã phát minh ra những phương pháp tồn tại ở những nơi mà loài người chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Điều gì có thể giúp chúng sinh sôi nảy nở ở những nơi loài người phải khó khăn lắm mới tồn tại được? Ở vùng đất quanh năm băng tuyết, chúng phát triển mạnh mẽ dưới lớp băng dày và cứng này. Ngay ở đây, biển cả lạnh lẽo cũng trở nên dồi dào thức ăn nhờ sự tồn tại của chúng. Ở một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên hành tinh, dọc theo những hố sâu dưới đáy biển, loài cua phát triển ngay cạnh những lỗ thủy nhiệt. Liệu chúng ta có thể học được gì từ cấu tạo cơ thể của loài chân đốt để có thể khám phá được những vùng khắc nghiệt nhất trên hành tinh? Ngày nay, các nhà khoa học đang tìm cách khám phá bí mật về loài chân đốt. Ở trường Đại học California, Berkeley, nhà khoa học Bob Fu đang điều hành một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu khả năng vận động của loài chân đốt. Khả năng của chúng trong việc di chuyển dễ dàng khắp trái đất rõ ràng là nhân tố chính giúp chúng tồn tại và phát triển. Fu đã giải thích nguyên nhân tại sao chúng có thể chiếm lĩnh toàn bộ trái đất. Tôi thực sự rất quan tâm đến cách thức di chuyển của chúng, và bạn có thể khám phá ra bí mật của những cơ bắp giúp chúng di chuyển một cách tuyệt vời như vậy trong môi trường tự nhiên. Kết cấu của loài chân đốt có khả năng ổn định một cách tự nhiên khi di chuyển trên mặt đất. Các nhà khoa học đã phát hiện ra phương thức di chuyển của chân đốt khi quan sát chúng di chuyển ở tốc độ thấp. Khi chúng tôi quan sát chuyển động của loài chân đốt, tôi nhận thấy chúng hoạt động giống như những cái giá ba chân. Kết quả là cách vận động đó tạo ra sự ổn định đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, phần lớn côn trùng cũng cần di chuyển thật nhanh. Phu khám phá ra rằng chúng có thể đạt được tốc độ cao nhờ việc di chuyển không đòi hỏi nhiều sức mạnh trí não. Chúng ta thường nghĩ rằng não kiểm soát khả năng vận động.
Thực tế là chẳng cần có sự kiểm soát hay bất kỳ phản xạ nào, chúng có thể tự cân bằng cơ thể bằng chính bộ xương áo giáp tuyệt vời của chúng. Vì bộ xương của loài chân đốt có kết cấu đơn giản để dễ điều khiển và có thể hoạt động như lò xo hay bộ phận hấp thụ chấn động. Nhưng Phu còn nhận ra rằng chân đốt mới chính là điều kỳ diệu cơ bản trong thiết kế cơ thể của loài chân đốt. Chúng thực sự hoạt động như lò xo, hấp thụ chấn động và va chạm để giữ cho cơ thể cân bằng và giúp chúng di chuyển về phía trước. Phòng thí nghiệm của Phu cũng nghiên cứu kết cấu của loài chân đốt để tìm ra bí mật về sức mạnh và khả năng tự hồi phục đáng kinh ngạc. Họ đi đến kết luận rằng cách tốt nhất để di chuyển trên bề mặt trái đất là cách mà loài chân đốt di chuyển. Trong tương lai gần, con người có thể áp dụng kết cấu của loài chân đốt để tạo ra những cỗ máy thăm dò và khám phá. Nhà vật lý học Mark Tilden đang cố tạo ra một cỗ máy có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp. Những cỗ máy đó có hình dạng giống hệt loài chân đốt. Điều thú vị về kết cấu ba chân này là chúng rất hiệu quả, rất đơn giản về mặt cơ khí và rất bền bỉ. Loài chân đốt về cơ bản là thiết kế cơ học tối ưu cho hành tinh của chúng ta. Một cỗ máy đơn giản giống như loài chân đốt này có thể sẽ đặt nền móng cho những thiết kế tinh xảo của tương lai. Một vài thiết kế dựa trên loài chân đốt đã được áp dụng vào những công nghệ tiên tiến nhất. Edward Williams là kỹ sư trưởng thiết kế robot Area. Area là bước đầu tiên để chế tạo một robot tinh xảo và phức tạp giống như chân đốt. Một trong những ưu thế của loài chân đốt hoặc robot thiết kế giống như chúng là những cái chân đốt cho phép vượt qua các bề mặt lồi lõm tốt hơn so với bánh xe hay xích. Khi chế tạo một cỗ máy biết di chuyển, Edward tin rằng chúng ta sẽ phải thừa nhận tốc độ của loài chân đốt. Loại chân đốt rất giỏi di chuyển trong môi trường có bề mặt phức tạp và chúng có thể di chuyển nhanh đến nỗi không có một loài nào khác có thể bắt chước được. Area được thiết kế dựa trên kết cấu sinh học của loài cua. Cỗ máy này có 6 chân, trong khi cua có 10, nhưng nó lại di chuyển ngang như loài cua, chứ không đi về phía trước giống như côn trùng 6 chân. Area trông giống như một con cua, nhưng lại không có bản năng tự nhiên. Nó phải được lập trình để gửi tín hiệu và nhận biết thế giới xung quanh. Chỉ nguyên việc di chuyển những cái chân đã chiếm hết toàn bộ sức mạnh tính toán của máy tính đi kèm. Mặc dù di chuyển như cua, Area không có đôi càng để chi phối môi trường. Không có một con robot nào của chúng ta có thể so sánh được với một sinh vật chân đốt, dù là loài đơn giản nhất. Nhưng cũng giống như khi loài chân đốt mới xuất hiện trong đại dương cổ đại, Area có thể chỉ là sự khởi đầu của cuộc hành trình vào một lĩnh vực mới mẻ. Area với khả năng thích ứng giống như loài chân đốt sẽ giúp chúng ta quan sát kỹ hơn những vùng đất bí ẩn nhất của trái đất. Mặc dù đại dương đang được khám phá khá nhiều, nhưng có thể chúng ta vẫn hiểu những hành tinh khác nhiều hơn là biết về những nơi sâu thẳm dưới đại dương của trái đất. Một trong những khó khăn cơ bản là chúng ta chỉ nghiên cứu và thu thập thông tin về đại dương từ xa. Một cỗ máy như Area có thể thâm nhập dễ dàng vào những nơi xa nhất dưới đáy biển và gửi về những dữ liệu mà chúng ta hiện nay vẫn không thể có. Một cuộc bùng nổ thông tin về đại dương là điều hoàn toàn có thể xảy ra với chúng ta. Once
Một ngày nào đó, chúng ta có thể sử dụng thiết kế cơ thể của loài chân đốt để hiểu biết sâu hơn về thế giới. Câu chuyện dài kỳ về loài chân đốt là một trong những câu chuyện vĩ đại về sự sống trên trái đất. Gần 1,5 tỷ năm trước, chúng chiếm lĩnh thế giới đại dương và chúng là những sinh vật đầu tiên đặt chân lên mặt đất. Những dấu vết về cuộc xâm lăng của loài chân đốt được khắc lên đá vẫn đang được nghiên cứu và đúc rút được nhiều kết quả. Cuộc chinh phục mặt đất của loài chân đốt là một trong những sự kiện quan trọng nhất của thế giới. Loài chân đốt thành công vì cơ thể đa năng của chúng không ngừng thích nghi trong quá trình liên tục chiếm lĩnh những nơi ở mới của trái đất. Thậm chí, chúng đã tìm ra cách vượt qua sức hút trọng lực và bay vào không trung. Loài chân đốt không chỉ thực hiện một cuộc cách mạng mà còn đem lại vẻ đẹp hùng vĩ cho bất kỳ nơi nào chúng có mặt. Chúng đóng rất nhiều vai trò trong hệ sinh thái. Và nếu tất cả loài chân đốt biến mất, thì chỉ trong một thời gian rất ngắn, toàn bộ sự sống trên trái đất cũng chấm dứt. Nếu không có loài chân đốt, hành tinh của chúng ta chắc sẽ rất khác. Chúng ta nợ loài chân đốt một món nợ không gì đong đếm được. Những kỹ sư này đã khiến thế giới của chúng ta trở thành một nơi đa dạng nhất trong vũ trụ. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình là chủ của trái đất, nhưng với những thành tựu đã đạt được, rõ ràng loài chân đốt mới là kẻ thống trị. Nhưng những mẫu hóa thạch đó chỉ là các phần nhỏ. Muốn quan sát toàn bộ loài sinh vật này, họ cần phải tái tạo lại chúng từng bước một. Điều đó giống như chơi trò xếp hình mà không có tranh hướng dẫn trên vỏ hộp. Một trong những loài được nhận ra đầu tiên là loài nhện. Dần dần, Shear xác định được hàng loạt kẻ xâm lược khác. Kết quả là anh đã khẳng định được điều bấy lâu nay vẫn còn nghi ngờ. Rất nhiều loài chân đốt đã xâm lược vào mặt đất cùng một thời kỳ. Many different kinds of arthropods were invading the land at the same time. Shear bắt đầu tập trung sự chú ý đến thế giới cách đây 380 triệu năm. Trái đất kỷ Devon khác thế giới ngày nay ở nhiều điểm. Một năm ngắn hơn và một ngày cũng không dài 24 tiếng. Thành phần khí quyển cũng rất khác. Shear tin rằng trong số những kẻ khả nghi, kẻ đi tiên phong trong việc vượt qua điều kiện khắc nghiệt trên mặt đất, kẻ đầu tiên chinh phục mặt đất có hình dáng giống như loài bọ nhỏ bé này. Loài vật đầu tiên đã lên mặt đất. Địa y và cây xanh đã tạo ra điều kiện để mở ra ranh giới mới của sự sống. Cuộc sống của thực vật có thể khác biệt một cách đáng kinh ngạc. Ở đây chỉ một vài loài thực vật mọc dày đặc, chúng trông rất sơ khai. Thực vật cổ đại có thể trông khác với ngày nay, nhưng chúng cũng tạo ra một tiểu khí hậu để khiến môi trường trên cạn trở nên dễ sống hơn. Và những kẻ xâm lược phát hiện ra, sống ở trên cạn có những lợi thế. Oxy trong không khí nhiều hơn trong nước biển, và loài chân đốt chỉ phải tìm cách lọc lấy để thở. Tổ tiên của loài bọ cạp,
là một loại cua trông giống như thế này, với một bộ phận giống như cái mang của loài cá. Đó là một hàng dài những cái chân sắp xếp ở mặt dưới thân thể để tạo nên chuyển động ổn định. Qua quá trình tiến hóa, những cái chân từng hoạt động rất tốt dưới nước nay lại được bố trí ở bên trong cơ thể con bọ cạp. Ở đó, oxy có thể chuyển hóa trực tiếp từ không khí vào máu. Sống quanh ta, không có chúng ta không thể tồn tại. Côn trùng được coi là những cỗ máy tí hon vận hành thế giới. Và điều đó hoàn toàn đúng. Không có chúng, phần lớn hệ sinh thái sẽ sụp đổ. Chúng cung cấp các hoạt động thiết yếu để cỗ máy sự sống vận hành. Trong đó có vai trò tái tạo tự nhiên. Chúng thực hiện công việc xử lý xác sinh vật theo một cách thân thiện với môi trường nhất. Including a role as nature's recyclers. Nhưng chúng còn đóng vai trò chủ chốt đối với sự hình thành của một trong những điều đẹp đẽ nhất trên trái đất. Loại chân đốt bị mê hoặc bởi hoa, cơ quan sinh soản nhiều màu sắc của thực vật. Trong lúc say sưa thưởng thức mật ngọt, cơ thể chân đốt cũng mang phấn sang các bông hoa khác. Đó là phương pháp chính giúp cho thực vật có hoa sinh sản và nhân rộng. Trong quá trình này, côn trùng đóng vai trò là người cung cấp dịch vụ vận chuyển phấn hoa. Về phần mình, côn trùng cũng tồn tại được nhờ mật hoa. Không có côn trùng, rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày sẽ không tồn tại. Loại chân đốt chinh phục biển cả, mặt đất và không trung. Rất nhiều vẻ đẹp và sự hùng vĩ bao quanh chúng ta là nhờ có chúng. Không thể tưởng tượng ra thế giới của chúng ta sẽ thế nào khi không có côn trùng, bởi chúng tham gia góp phần quan trọng vào gần như mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng có mặt ở mọi nơi tồn tại sự sống. Chúng có mặt ở khắp nơi, từ đỉnh núi cao nhất cho đến vực sâu dưới đáy biển. Trái đất thực sự là hành tinh của loài chân đốt. Loài chân đốt đã phát minh ra những phương pháp tồn tại ở những nơi mà loài người chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Điều gì có thể giúp chúng sinh sôi nảy? Nhưng loài chân đốt đã có sẵn những công cụ để vượt qua khó khăn này. Sẽ tin rằng bộ xương áo giáp đã có những điều chỉnh để đối mặt với thế giới khô và khắc nghiệt. Chúng có nhiều bộ phận có khả năng tiến hóa thành bất cứ công cụ nào mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Những cái chi này gần như có khả năng biến đổi vô tận. Chúng giống như bộ dao đa chức năng của quân đội. Những cái chi khác có thể tạo ra hàng loạt công cụ để thống trị trái đất. Chúng đóng vai trò cơ quan vị giác, xúc giác, bắt mồi và bay. Nhưng cuối cùng làm sao chúng có thể sống sót trong những ngày đầu tiên rời bỏ tổ ấm đại dương để lên mặt đất đầy hiểm họa này?
Sir cố gắng tìm ra cây cầu nối giữa mặt đất và lòng biển mà theo anh có thể vẫn tồn tại những ngày nay. Cây cầu lịch sử ấy có thể chỉ là đám tảo trôi nổi trên mặt biển, vốn được coi là nguồn thức ăn và nơi cư trú cho các sinh vật biển. Chúng thường được tìm thấy dọc theo các bờ biển, và có thể chúng chính là trạm dừng chân cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho những kẻ xâm lược mặt đất. Dưới lớp mặt nạ này, những điều kiện như nhiệt độ có thể cho chúng thời gian để dần dần thích ứng cho đến ngày nay. Những sinh vật ban đầu này rất nhỏ bé và cuộc hành trình của chúng đã bị lãng quên trong thời gian dài. Nhiều phần trong chương mở đầu của cuộc xâm lăng vẫn còn chưa được khám phá, cho đến gần đây khi một mảnh ghép xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Một bí mật đã được khám phá khi nghiên cứu hóa thạch của những loài thực vật phổ biến trên hành tinh của chúng ta vào đúng thời điểm đó. Các nhà khoa học tìm thấy những mẩu hóa thạch siêu nhỏ của loài chân đốt cổ đại. Ban đầu, khám phá này đã bị bác bỏ. Côn trùng được coi là những cô máy tí hon vận hành thế giới. Và điều đó hoàn toàn đúng. Không có chúng, phần lớn hệ sinh thái sẽ sụp đổ. Chúng cung cấp các hoạt động thiết yếu để cỗ máy sự sống vận hành. Trong đó có vai trò tái tạo tự nhiên. Chúng thực hiện công việc xử lý xác sinh vật theo một cách thân thiện với môi trường nhất. Nhưng chúng còn đóng vai trò chủ chốt đối với sự hình thành của một trong những điều đẹp đẽ nhất trên trái đất. Loại chân đốt bị mê hoặc bởi hoa, cơ quan sinh soạn nhiều màu sắc của thực vật. Trong lúc say sưa thưởng thức mật ngọt, cơ thể chân đốt cũng mang phấn sang các bông hoa khác. Đó là phương pháp chính giúp cho thực vật có hoa sinh sản và nhân rộng. Trong quá trình này, côn trùng đóng vai trò là người cung cấp dịch vụ vận chuyển phấn hoa. Về phần mình, côn trùng cũng tồn tại được nhờ mật hoa. Không có côn trùng, rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày sẽ không tồn tại. Loại chân đốt chinh phục biển cả, mặt đất và không trung. Rất nhiều vẻ đẹp và sự hùng vĩ bao quanh chúng ta là nhờ có chúng. Không thể tưởng tượng ra thế giới của chúng ta sẽ thế nào khi không có côn trùng, bởi chúng tham gia góp phần quan trọng vào gần như mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng có mặt ở mọi nơi tồn tại sự sống. Chúng có mặt ở khắp nơi, từ đỉnh núi cao nhất cho đến vực sâu dưới đáy biển. Trái đất thực sự là hành tinh của loài chân đốt. Loài chân đốt đã phát minh ra những phương pháp tồn tại ở những nơi mà loài người chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Điều gì có thể giúp chúng sinh sôi nảy nở ở những nơi loài người phải khó khăn lắm mới tồn tại được? Trong tất cả các loài tồn tại trong thế giới cổ đại, chỉ có một nhóm có thể để lại dấu vết hóa thạch. Chúng được gọi là loài chân đốt.
Bí mật của chúng là những cái đốt chân, những cái chân có thể xoay xung quanh khớp nối, tạo ra sự ổn định và khả năng hấp thụ chấn động đáng ngạc nhiên. Đó cũng chính là những đặc điểm hoàn hảo của loại xe vượt mọi địa hình. Với nhiều đốt chân, mỗi cái chân đều rất linh hoạt, gần nối với các cơ mạnh mẽ, tạo ra nhiều kiểu chuyển động. Để du hành trong thế giới nước, loài chân đốt phát triển một bộ cảm biến trên thân, một bộ phận nhỏ bé giống như hai anten này, và một đôi mắt tinh xảo có khả năng tiếp thu những hình ảnh sắc nét. Nhưng quan trọng nhất là chân và phần thân nhiều đốt có thể thích ứng với mọi cơ hội mới. Chỉ một chút tiến hóa có thể biến những cái chân thành đôi càng để bắt mồi. Chỉ cần bỏ đi phần đuôi bơi của tôm, đưa nó xuống dưới và chúng trở thành những con cua sống trong cát. Các chi và cơ của loài chân đốt được kết hợp với nhau tạo nên một tiềm năng đáng kinh ngạc, giúp chúng có thể thích nghi với mọi sự biến đổi. Và kết quả là chân đốt trở thành loài đông đảo thành viên nhất trong lòng đại dương. Mỗi thành viên là một nhánh phát triển dựa trên đặc trưng cơ bản của chân đốt. Loài chân đốt thành công bởi cơ thể có kết cấu rất đơn giản và dễ thích ứng. Chúng có rất nhiều kiểu chân khác nhau để thích nghi với nhiệm vụ bắt mồi, ăn và di chuyển. Có vô khối chi tiết nhỏ nhặt có thể tiến hóa theo nhiều cách khác nhau. Nhưng tìm ra một hướng tiến hóa giúp chúng chiếm lĩnh mặt đất chỉ là vấn đề thời gian. Một trong số những thách thức to lớn khi gia nhập thế giới mặt đất là sinh vật biển phải tìm ra các cây cầu nối giữa mặt đất và lòng biển mà theo anh có thể vẫn tồn tại đến ngày nay. Cây cầu lịch sử ấy có thể chỉ là đám tảo trôi nổi trên mặt biển, vốn được coi là nguồn thức ăn và nơi cư trú cho các sinh vật biển. Chúng thường được tìm thấy dọc theo các bờ biển, và có thể chúng chính là trạm dừng chân cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho những kẻ xâm lược mặt đất. Dưới lớp mặt nạ này, những điều kiện như nhiệt độ có thể cho chúng thời gian để dần dần thích ứng cho đến ngày nay. Những sinh vật ban đầu này rất nhỏ bé và cuộc hành trình của chúng đã bị lãng quên trong thời gian dài. Nhiều phần trong chương mở đầu của cuộc xâm lăng vẫn còn chưa được khám phá, cho đến gần đây khi một mảnh ghép xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Một bí mật đã được khám phá khi nghiên cứu hóa thạch của những loài thực vật phổ biến trên hành tinh của chúng ta vào đúng thời điểm đó. Các nhà khoa học tìm thấy những mẩu hóa thạch siêu nhỏ của loài chân đốt cổ đại. Ban đầu, khám phá này đã bị bác bỏ. Nhưng với những chứng cứ này, một chuyên gia giải phẫu loài chân đốt như Bisha có thể viết lại những chương chính trong cuốn sách cuộc sống. Để thu thập những bằng chứng này, Shear đã tách các hóa thạch ra khỏi đá cứng. Anh dùng axit để làm tan đá và để lại những mảnh hữu cơ chứa bên trong.
Đó là xác của động vật và thực vật. Khám phá của anh có thể thay đổi cách nhìn về quá trình di cư của loài chân đất trong thế giới cổ xưa. Khi tôi quan sát những mẫu vật đã được xử lý ngày hôm sau, tôi tìm thấy phần còn lại của một sinh vật ở đó. Thật tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ đã nhìn thấy những mẫu hóa thạch thực sự ấn tượng và ngay lập tức cảm thấy vui sướng, giống như khi ghi một bàn thắng quyết định trong trận đấu bóng đá kiểu Mỹ trên sân nhà. Bạn cảm thấy... Ariel trông giống như một con cua, nhưng lại không có bản năng tự nhiên. Nó phải được lập trình để gửi tín hiệu và nhận biết thế giới xung quanh. Chỉ nguyên việc di chuyển những cái chân đã chiếm hết toàn bộ sức mạnh tính toán của máy tính đi kèm. Mặc dù di chuyển như cua, Ariel không có đôi càng để chi phối môi trường. Không có một con robot nào của chúng ta có thể so sánh được với một sinh vật chân đốt, dù là loài đơn giản nhất. Nhưng cũng giống như khi loài chân đốt mới xuất hiện trong đại dương cổ đại, Ariel có thể chỉ là sự khởi đầu của cuộc hành trình vào một lĩnh vực mới mẻ. Ariel với khả năng thích ứng giống như loài chân đốt sẽ giúp chúng ta quan sát kỹ hơn những vùng đất bí ẩn nhất của trái đất. Mặc dù đại dương đang được khám phá khá nhiều, nhưng có thể chúng ta vẫn hiểu những hành tinh khác nhiều hơn là biết về những nơi sâu thẳm dưới đại dương của trái đất. Một trong những khó khăn cơ bản là chúng ta chỉ nghiên cứu và thu thập thông tin về đại dương từ xa. Một cỗ máy như Ariel có thể thâm nhập dễ dàng vào những nơi xa nhất dưới đáy biển và gửi về những dữ liệu mà chúng ta hiện nay vẫn không thể có. Một cuộc bùng nổ thông tin về đại dương là điều hoàn toàn có thể xảy ra với chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta có thể sử dụng thiết kế cơ thể của loài chân đốt để hiểu biết sâu hơn về thế giới. Câu chuyện dài kỳ về loài chân đốt là một trong những câu chuyện vĩ đại về sự sống trên trái đất. Gần 1,5 tỷ năm trước, chúng chiếm lĩnh thế giới đại dương và chúng là những sinh vật đầu tiên đặt chân lên mặt đất. Những dấu vết về cuộc xâm lăng của loài chân đốt được khắc lên đá vẫn đang được nghiên cứu và đúc rút được nhiều kết quả. Cuộc chinh phục mặt đất của loài chân đốt là một trong những sự kiện quan trọng nhất của thế giới. Loài chân đốt thành công vì cơ thể đa năng của chúng không ngừng thích nghi trong quá trình liên tục chiếm lĩnh những nơi ở mới của trái đất. Thậm chí, chúng đã tìm ra cách vượt qua sức hút trọng lực và bay vào không trung. Nhưng cuối cùng làm sao chúng có thể sống sót trong những ngày đầu tiên rời bỏ tổ ấm đại dương để lên mặt đất đầy hiểm họa này? Shear cố gắng tìm ra cây cầu nối giữa mặt đất và lòng biển mà theo anh có thể vẫn tồn tại những ngày nay. Cây cầu lịch sử ấy có thể chỉ là đám tảo trôi nổi trên mặt biển, vốn được coi là nguồn thức ăn và nơi cư trú cho các sinh vật biển. Chúng thường được tìm thấy dọc theo các bờ biển, và có thể chúng chính là trạm dừng chân cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho những kẻ xâm lược mặt đất. Dưới lớp mặt nạ này, những điều kiện như nhiệt độ có thể cho chúng thời gian để dần dần thích ứng cho đến ngày nay.
Những sinh vật ban đầu này rất nhỏ bé và cuộc hành trình của chúng đã bị lãng quên trong thời gian dài. Nhiều phần trong chương mở đầu của cuộc xâm lăng vẫn còn chưa được khám phá, cho đến gần đây khi một mảnh ghép xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Một bí mật đã được khám phá khi nghiên cứu hóa thạch của những loài thực vật phổ biến trên hành tinh của chúng ta vào đúng thời điểm đó. Các nhà khoa học tìm thấy những mẩu hóa thạch siêu nhỏ của loài chân đốt cổ đại. Ban đầu, khám phá này đã bị bác bỏ. Nhưng với những chứng cứ này, một chuyên gia giải phẫu loài chân đốt như Bisha có thể viết lại những chương chính trong cuốn sách cuộc sống. Would be able to rewrite major chapters in the book of life. To get to this evidence, để thu thập những bằng chứng này, Shear đã tách các hóa thạch ra khỏi đá cứng. Anh dùng axit để làm tan đá và để lại những mảnh hữu cơ chứa bên trong. Đó là xác của động vật và thực vật. Khám phá của anh có thể thay đổi cách nhìn về quá trình di cư của loài chân đốt trong thế giới cổ xưa đại, như loài ấu trùng nhộng. Loài ăn thịt hung dữ này đã thích nghi một cách rõ rệt với cuộc sống trong vùng nước ngọt. Chúng bám theo con mồi của mình như loài mèo. Đó là một con ấu trùng chuồn chuồn. Những kẻ mới xuất hiện này cũng là một nạn nhân của chúng. Ấu trùng chuồn chuồn đẩy nước qua mang, và khi cần di chuyển nhanh, chúng dùng cả ống phụt để tăng nhanh như tên lửa. Trong vùng hồ này, ngay cả kẻ ăn thịt cũng phải cảnh giác. Nhưng săn mồi trong vùng nước ngọt chỉ là bước tập dượt cho chuồn chuồn và những người anh em họ chân đốt. Chúng sẽ sớm chuyển sang giai đoạn trưởng thành. Khi ấu trùng chuồn chuồn chuẩn bị rời khỏi mặt nước, chúng lặp lại những khoảnh khắc quan trọng trong câu chuyện của sự sống. Qua quá trình lột xác, chúng không chỉ trưởng thành hơn mà còn hóa thân thành loài sinh vật có khả năng bước vào một thế giới khác của trái đất. Một con chuồn chuồn ngô xuất hiện từ bộ áo giáp dưới nước. Nó chút bỏ những công cụ đã giúp nó tồn tại dưới nước. Ẩn dưới lớp áo giáp là những công cụ sẽ giúp chúng sống sót bên ngoài môi trường nước. Những chi tiết nhỏ bé này có khả năng làm nên một điều kỳ diệu. Các ống này nối thẳng ra ngoài môi trường và hút oxy vào cơ thể.
Một bộ nén khí tương tự như vậy sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chinh phục sau này. Khi chúng đã có thể thở, những kẻ chinh phục di chuyển sâu vào đất liền. Dù thực vật rất nhiều, nhưng lại không đa dạng. Và thực vật ở đây khó tiêu hóa hơn tảo việt. Tuy nhiên, những cây đang bị phân hủy và xác chân đốt lại là vấn đề khác. Decaying plants and dead arthropods were a different matter. Những xác sinh vật bị vi khuẩn và nấm phân hủy trở nên dễ dàng bị tiêu hóa. Trong vài triệu năm, cuộc xâm lược tạo ra một cộng đồng chân đốt thích nghi vô cùng đông đảo, được thích nghi cho cuộc sống trên cạn, giống như loài ăn xác thực vật này. Đó có thể đã là những sinh vật đầu tiên lên mặt đất dựa vào số lượng của chúng. Thêm vào đó, còn có cả những loài ăn thịt, giống như loài nhện này. Rất lâu trước khi đan lưới để bắt mồi, nhện cổ đại phải đuổi theo bất cứ thứ gì chuyển động. Khi chúng tràn lên mặt đất, loài chân đốt đã phải đối đầu với những kẻ săn mồi đáng sợ ẩn mình dưới mặt nước. Những kẻ thống trị mặt nước này bao gồm cả tổ tiên của các loài chân đốt hiện đại như loài ấu trùng nhộng. Loài ăn thịt hung dữ này đã thích nghi một cách rõ rệt với cuộc sống trong vùng nước ngọt. Chúng bám theo con mồi của mình như loài mèo. Đó.